quý anh chị em rất là thân mến. Hôm nay là ngày 16 tháng 5 nha mọi người nha. Thì như clip mỗi sáng này em mới chạy đi lấy chim á. Đó, quay cho anh chị em mình cũng xem nè. Có một số ha. Ví dụ như là có bữa nay có chim gõ kiến đầu rìu nha. Một tổ gõ kiến đầu rìu nè. Rồi ở bên này là có 5 tổ than non nè. Một tổ chào mào nè. Rồi ở trong những cái thùng ngoài kia kìa. Thì có than đất non nữa. Bây giờ em sẽ quay cho anh chị em xem những cái con gõ kiến đầu rìu nha. Giá rất là rẻ cho anh chị em về nuôi chơi thả thả giống như là cái con gà con ở nhà vậy, nó chạy lưng tưng đã lắm nha. Bây giờ đợi đợi em xíu để em cắt cái này ra cho anh chị em mình cùng xem nè. Cái dòng này thì rẻ lắm, 100.000 con à. Đếm coi 2 4 6 con nha mọi người nha, 6 con gõ kiến đầu rìu nguyên tổ luôn. Cái này là hai tổ nha. Đó thì anh chị em về nuôi sống đầu cho nó lớn lên tí xíu á, nó đi bắt ruồi. Cái dòng này nó bắt ruồi rất là tuyệt vời luôn nha và nó rất là đẹp ha. Đó. Đó anh chị em nào có AV thả vô cũng rất là phải nói trông nó rất là đẹp. Đây cái con gõ kiến đầu rìu nha. 2 4 6 con nha mọi người nha, 100k một con nha. Đó, có 6 con, mua nhiều bán nhiều, mua con hai con gì mua. Nói chung là rất cái dòng này đã lắm, nó rất là đẹp luôn nha. Đây rất là đẹp luôn, cũng khá là lớn rồi ha. Đó 100k một con, có 6 con thôi nha, không có nhiều. Đó rồi, đây là đi để em quay ra than. Rồi đây là quên đó mọi người ơi, thì ngày hôm kia gì em có bán trà than non á, em có gửi đi live vùng nè. Đó em gửi cho cái anh này nè, ở dưới live vùng nha, số điện thoại của anh này nè. Thì gửi cho anh này một tổ 3 con đó, nhưng mà xe là 10 giờ chạy mà mãi tới 2 giờ trưa anh mới báo lại là anh không có lấy, do là anh có việc đột xuất là ông anh của anh á, bị tai nạn cho nên là anh không có lấy chim non về anh nuôi được. Đó thì tạm thời thì em đã gửi đi 2 ngày nay rồi đó, thì anh chưa chuyển tiền cho em đó. Anh này ở dưới live vùng nha, đó anh chị em nào ở gần nha, đó em tặng cho anh chị em tổ trẻ than này 3 con, liên hệ với anh này nha, anh Cội nha, dưới live vùng nè. Đó đây anh Cội nè, đó số điện thoại nè 0763227656 nha. Đó live vùng nè, anh này anh mua chim của em quen rồi cho nên là anh chưa có chuyển tiền cho em. Đó thì em gửi cho anh này tổ này 3 con than non trống nè. Đó thì anh nói với em á là ông anh của anh là bị tai nạn, mà nhà có 2 anh em thôi cho nên là ông phải nuôi ông anh đó, cho nên là không có thời gian chăm chim non được. Đó thì anh chị em nào mà có nhu cầu nè, có nuôi than non nha, ở dưới Lai Vung Đồng Tháp nè, đó có 3 con nha. Đó anh em nào mua thì liên hệ với anh này, em tặng cho anh em nha, em không có lấy tiền nha. Đó do là chim em đã gửi đi cho anh này rồi, nhưng mà sự cố là ông anh của anh này là bị tai nạn cho nên là anh không có nuôi được. Đó thì thôi coi như là nó bị sự cố thì thôi, em cũng coi như là em tặng cho mấy anh cho nó dễ ha. Đó cứ liên hệ lại nha anh chị em nha. Đây chim em không lấy tiền nha. Đó đây nè, 3 con than non dưới lai vùng Đồng Tháp này nha anh chị em nha. Đó anh này tên Cội nha, 0763227656. Đó lai vùng nè. Đó anh chị em chụp cái màn hình lại liên hệ với số này nè. Đó có 3 con than non đó em tặng cho anh chị em nha. Rồi còn hôm nay nè, đây có tổ này 2 con nè. Đó 2 con này han than này bắt đầu lên cầu rồi nha. 2 con này giá 350k một con nha, 2 con là 700. Rồi còn than nhỏ nhỏ như này 300.000 một con nha. Tổ này 4 con là 1,2 triệu nha. Tổ này tổ thứ ba nè, 4 con 1,2 triệu luôn nè. Rồi tổ này là tổ thứ thứ hai, thứ ba, thứ tư, tổ này thứ tư nha, 4 con 1,2 triệu luôn nha. Đó tổ này tổ thứ năm có 4, coi như tổ đầu tiên này có 2 con thôi nha, còn tất cả những cái tổ còn lại nè 4 con hết nha. Đó 1,2 triệu một tổ nha, không bán lẻ. Rồi ở đây có 2 anh chào mào nè, 800k nha, 2 anh chào mào con. Con rất là to nè, con này nè. Con này to đã lắm. Rất là đẹp. Này chim tự nhiên nha, không phải chim nuôi nha mọi người nha. Chim nuôi thì nó mắc lắm, không có rẻ đâu. Chim mà nuôi sinh sản ra nó rất là mắc. Rồi bây giờ ra những cái con than kia nha. Rồi bữa nay là coi như là em về được một số chim, tất cả luôn chứ đừng nói một số, tất cả luôn là chim ở bên Đắk Nông nha. Thì thùng này có trà than nè, hình như là có 4 5 bé trà than nè, có một tổ
than đất non nè. Rồi còn bên này là lửa 18 nè. Đó, thùng này lửa 18 nè. Thùng này là lửa bổ với lửa 18 nè. Rồi thùng này không ghi chắc là đuôi dài rồi nè. Rồi cái thùng này cũng vậy luôn nè. À thùng này bổi luôn nè. Thùng này có 6 7 con bổi nè. Rồi đó, bây giờ em sẽ để em coi coi. Rồi, nhanh gọn lẹ luôn. Bây giờ em sẽ ra than trước đi ha. Đó. Than Đắk Nông thì giờ rất là ok nha mọi người nha. Phải nói là rất là tuyệt vời ở mặt trời luôn. À, ngày hôm qua em nghỉ bữa mọi người. Biết sao không? Ngày hôm qua em đi xét nghiệm tổng quát. Đó. Mấy ông bác sĩ em mới thật chứ. Cho dù mấy anh có quyền lực cỡ nào, có tiền cỡ nào nhưng mà mấy ông vô gặp mấy ông bác sĩ là mấy ông ớn. Biết sao? Má chơi tâm lý ghê lắm. Em đi khám tổng quát xong thì sau khi mà xét nghiệm tổng quát xong á, nó có một cái tờ giấy người ta xét nghiệm á, cái thì chắc chắn là mình phải vô mình gặp cái ông bác sĩ mà lúc đầu mà mình xin ông cái tờ giấy để mình đi khám tổng quát đó. Đó, cái đi khám đi xét nghiệm đồ này nọ xong hết, chụp phim X quang rồi siêu âm các kiểu, rồi xong đồ cái giấy xét nghiệm màu tổng quát nữa đó, rồi chạy điện tâm đồ nữa ha. Đó, nói chung là gom tất cả những cái giấy tờ mà mình đi xét nghiệm á, xong rồi mình đưa vô cho ông. Ngày hôm qua em đưa vô cho ông, cái ông ngồi ông ngó 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 hồi. À quên, xin lỗi mọi người, bớt nhiều chuyện lại. Rồi than này 350 nha, than Đắk Nông ha. Đó đây đó, rồi con này con số 1 nha. Đó, em đưa hết hồ sơ giấy tờ đưa vô cho ông bác sĩ. Cái ông ngồi ông coi, ông coi hôi cái ông nói với em là anh uống được không, ông hỏi em vậy, anh uống được không? Cái em mới nói là cũng cũng được anh. Cái ông kêu là về nhà coi như gà sáng làm gà, trưa làm cá lóc, rồi chiều làm nửa ký thịt bò rồi vô cho ông. Xong rồi ông hỏi là cái mặt ông nghiêm lắm, ông kêu là đi khám với ai, có người nhà đi theo không? Cái ông cầm giấy lên, cái ông coi coi coi, cái ông lại bỏ xuống. Ông kêu đi có mình hả, không có người nhà đi theo hả? Má ông làm mình thiệt chứ, tâm lý coi như là muốn rã rời đó. Tại vì bình thường mà đi khám bác sĩ mà mấy ông bác sĩ mà cứ hỏi là có người thân đi theo không, đó là để ông phổ biến cái tình trạng mà coi như là mình bị bệnh như thế nào rồi hay là cái gì cái đó đó. Má mấy ông thiệt chứ, mấy ông làm mình rối hết trơn luôn. Rồi con này cái con thứ hai nha, rất là to nha. Con này con thứ hai nha. Móng đầy đủ nha anh chị em nha. Đó. Con đầu tiên nè, con thứ hai nè. Rất xòe nè. Úi trời. Rồi, em nói với mấy anh đó, làm gì thì làm chứ. Chức cao quyền lớn, cỡ nào thì cỡ chứ. Buồn bác sĩ hết. Rồi, con này là con thứ ba, phải nói rất là to, to y như con số 2. Wow. Xòe. Móng chân cẳng. Rồi đầy đủ hết. À, cái mặt con này nó rất quặng luôn nè. Con này con thứ ba nha mọi người nha. Đó, đồng giá nha, 350k, muốn lấy con nào thì lấy, không bao ship nha. Đó, con này con số 3. Trời trời, hụt không. Vậy mà cũng ngăn ra dán đồ này nọ ghê gớm. Mấy đứa em này thiệt. À, em đang dự định là coi như là hè này coi như là mấy đứa con em nó được nghỉ học là em phải đi Đắk Nông một chuyến à, để thăm thằng em. Tại vì lâu lắm rồi, từ năm ngoái đến năm nay chưa đi được nữa. Ồ, con này có cái móng này nó vẫn còn móng này nha mọi người nha, nhưng mà nó ngắn thôi nha chứ không phải bị mất móng nha mọi người nha. Đây này đó, em quay rất là kỹ cho anh chị em nè. Đó, nó ngắn đều luôn ha. Đó. Bấu bám bình thường nha. Con này con thứ tư nha. Đó. Đúng chim hót luôn nha, đầu dẹp nhỏ. Đó, cái đầu của nó rất là dẹp nhỏ dài ha. Đây, tướng tá là đất đỏ không nè.
chim vùng Tây Nguyên đó, đất đỏ không. Rồi này có bốn con nè mọi người, đó, có bốn con nè. Chắc kè lửa chắc chút xíu em ra những cái hộc này luôn cho nó tiện ha, để tiện mà cho chim nó ăn. Rồi bây giờ con đất non nè. Ủa, trời ơi. Trổ đất non ba con nè, một trống, con này trống nè, cái cánh nó trắng này nè, một trống nè, con này cũng vậy nè, để em zoom lớn lên cho anh chị em xem nè. Con này mái, con này là mái nha, cái này tổ này hai trống một mái nha mọi người nha. Đây, hai trống một mái nha, tổ này 400k nha mọi người nha, ba con nguyên tổ ba con 400k nha. Đó đây đây em chọn ăn dễ luôn nè, cái cách nuôi chim non nó rất là dễ luôn nha mọi người nha. Cái thứ nhất là mình chuẩn bị dế nè, một là cho nó ăn dế, hai á nếu mà anh em nào mà sang á thì mua những cái con cá mồi đó cho nó ăn, còn nếu mà còn không á thì anh em nào mà ở xa rồi này nọ không có điều kiện á thì chịu khó mua cám gà cả con á, mình ngâm nước cho nó mềm và cho nó nở ra ha, đó xong rồi mình mớm cho nó rất là dễ ha. Đó còn như em ở đây là em toàn bộ em cho ăn dế không à, đây, đó thấy không, em cho nó ăn dế không à. Tổ này là 400 ngàn nè, ba con 400 ngàn ha, hai trống một mái nha mọi người nha. Đó mớm cho nó ăn là phải nói là cái dòng này thì khoảng chừng một tiếng hoặc là một tiếng rưỡi thì mình cho nó ăn một lần nha, mỗi một lần từ 1 tới 2 con dế tùy theo to hay nhỏ nha, rất là dễ luôn, cái cách nuôi này rất là dễ. Rồi đó để đi rồi xong rồi, bây giờ để em ra hết kè lửa rồi em quay cho anh chị em nha. Đó, chè lửa đuôi dài thì em để những cái chuồng lớn lớn bên kia ha. Còn chè lửa, bội mà đuôi ngắn ngắn á, thì em để bên này nha mọi người nha. Rồi, chè lửa bội thì bữa nay về được 13 con lửa bội đuôi ngắn không đo đuôi nha. 180 một con. Rồi lửa đuôi dài thì có 4 con nè. Bây giờ em quay lửa đuôi dài trước cho anh chị em mình cùng xem nha. Cái thứ nhất là cái con lửa đuôi 18 bản lớn ha. 300k, chuồng số 1 nè. Đây, 300k nha. 18 bản lớn, số 1. 300k nha anh chị em. Một con một đuôi 18, có đúng một con đuôi 18 thôi nha. Đó. Rồi anh chị em nào ở tỉnh thì vui lòng nhớ chuyển khoản trước giúp em mới gửi chim ra xe được nha mọi người nha. Rồi, đó là cái con chuồng số 1 đuôi 18 300k. Rồi bên này là con này chuồng số 2 đuôi 21 nha, 21 mà đuôi đều rất là đẹp ha, giá là 2 triệu 2, bản đuôi rất là lớn nè. Đây, rất là dạn luôn, đứng cầu ngon lành đó. Đứng chạch 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 chạch. Đã chưa? Đó. 2 triệu 2 nha, đuôi 21. Đó, rất là đẹp. Đuôi đều lớn. Rồi, đó là cái con đó, ui trời ơi đứng nó vũ à. Đó, đây là cái con chuồng số 2 nha. Đây, đuôi rất là to đẹp nha. Rồi qua này. Chuồng số 3 này đuôi tôm nhẹ nha, 205. Chuồng số 3 205 1 triệu rưỡi nha. Đó. Đuôi à, đó đuôi nó hơi tồm tí xíu thôi nha. Mắt móng mỏ tay chân đầy đủ, tất cả những cái dòng này em đang review cho anh chị em là hàng mới nha, chưa qua cảm nha mọi người nha. Đó. Về chịu khó cho nó sâu dế cào cào vô giúp em nha. Đó, sâu dế cào cào để dưới đáy nè, đó kiếm cái chén sâu để đáy như thế này nè. Đó, để dưới em để dưới đáy giùm em nha. Đó. Đây, 205 nha, 1 triệu rưỡi đuôi tôm nhẹ. Còn 21 thì rất đẹp. Úi trời ơi đứng. Rồi qua này chuồng số 4 nè. Chuồng số 4 này đuôi nó gần 22 nha. Con này nè. Chuồng số 4 đuôi gần 22 nhưng mà nó bị cái ngọn đuôi mà gần 22 á, nó bị gãy rồi. Bây giờ hiện tại thì em đo của nó là nói chung là nó đã bị gãy rồi nha, đã bị mẻ một cái ngọn rồi. Nhưng mà đuôi của nó đã vẫn còn coi như là được 21,2 nha, đuôi tôm nhẹ 2,2 chuồng số 4 là rất siêng tặc nè. Rất siêng tặc, rất đó. Chạy cầu con này về nuôi bảo đảm là nuôi siêng tặc chạy cầu nè. Đó, hai đuôi đủ nha. Đó. Đuôi gần 22 luôn nha mọi người nha, nhưng mà nó bị mẻ hết một ngọn rồi. Đây.
em cãi để em canh em quay coi nó đứng ở cái góc nào, em quay cho anh chị em xem cái đuôi của nó bị mẻ đây đấy đó 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 đó, nó mẻ xíu cho cái ngọn đuôi nha đó, nhưng mà hiện tại là vẫn còn được gần 22 đó, nói cho nó rõ gần 22, còn cái đuôi mà nó ngắn nhất á, là em đo hiện tại là 21,2 nha đó. Thì ở đây em bán coi như là bán hiện tại chứ em không bán mà thí dụ như là cứ nhắm nhắm mà đoán đoán con này đuôi dài nhiêu con này kia đuôi nhiêu, không có đâu nha. Ví dụ như đo hiện tại đó đuôi 21,2 bán giá 21,2 ha đó, còn thí dụ như mà nó mẻ ngọn này cái chuyện đó xui chịu đó. Rồi đó là đuôi 21,2 nha, 2,2 triệu luôn nha, đó có bốn con đuôi dài. Rồi bây giờ những con này là lửa này 13 con nha, 13 con lửa này đuôi ngắn không có đo đuôi nha, đồng giá là 180k từ số 17 tới số 29 nha mọi người nha. Đây số 17 nè. Đó, cứ ưng cái mẫu nào alo cho em nha. Đây số 17. Đó, nó mới vừa về thì nó hơi nhát tí xíu nha. Đó, về chùm lại để sâu dế vô giúp em nha. Hôm nay về cái lô hôm nay á là đa số là chân hồng móng ngà với móng trắng là nhiều nha anh chị em nha. Đây. Đây số 17 nha. Đó, đuôi cũng hơi tôm. Rồi qua này số 18 nè. Đây số 18 nè, để em khều khều nó cho anh chị em xem nè, cái con này. Con này nó đẹp lắm, mà bị rớt đuôi à, chim lông cũ à, rớt lông đuôi à. Đây số 18 nè, đó. Con này đẹp lắm. Đó, đầu cổ rất là đẹp ha. Đây số 18 nha. Rồi qua này số 19 nè, số 19 mini nè. Đó, số 19 này rất là mini nè. Rồi. Tranh thủ quay nhanh nhanh số 20 cũng rất là mini nè. Đây số 20 nha. Đó, vừa có số vừa thấy được tướng luôn nha. Đó, coi như là tướng số các kiểu luôn. Đây. Úi, đứng rồi. Đây số 20 nha. Rồi qua này số 21 nè. 21 thì hơi nhát tí xíu nha. 21. Đó. Để chút xíu em cho nó uống nước cho anh sâu sâu nha. Chim vừa mới về. Đó, thời tiết cũng khá nóng anh chị em cẩn thận cái mùa này nha. Rồi bên này số 22 nè. Đây, số 22. 22 này tĩnh dạng. Đó, đây số 23. Đó, đuôi hơi tôm, rất là đẹp nha, 23. À quên nữa, mọi người ơi, thì em nói sơ về cái này nè. Đó, hôm nay về cái lô chợ lựa bổi này nè. Anh chị em về nuôi phải nói là rất là xổ số luôn nha. Tại vì hồi nãy em ra là coi như là em bắt ra toàn bộ những cái con này là bụng con nào cũng lông trắng không à. Đó, ví dụ như 18 nè. Cái bụng lông trắng pháo à. Đó, thì anh chị em về nuôi rất là phải nói là hên xui, hên thôi chứ không có xui đâu nha. Hên thôi, đó. 24 nè, đó tướng rất là mini. Đây 24 nè. Đó, hôm nay nguyên cái lô hôm nay là coi như toàn bụng nó trắng 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 không à. Đó, về nuôi coi như là hên xui xổ số nha. Đây 25 mà giá rất yêu thương, giá chỉ có 180 thôi. Đó, chờ lửa Đắk Nông nha. Đó em quay cho. Đó thấy không? Con này không bụng trắng bắp à. Bụng trắng trắng lông trắng không mà con này đuôi tôm đẹp nha. Con này 25 nè. Đó đuôi tôm đẹp. Đây 26 nè. Đây 26. Đó, tướng con nào con đó coi như cái bụng trắng pháo à. Đây. Không biết là nó tơ hay là mình nuôi có thể hên hên cái nó ra bông nữa là trời ơi, giống như mấy bữa giờ có nhiều khách đó, mua về nuôi sao tự nhiên có ra bông xong rồi đem lại thành ơi. Chim em mua của anh nè, đó bữa nay nó ra bông anh có thâu lại không bán giùm em. Đây, số 27 nè, đó. Khách nào mua của bên em là cứ alo Thành ơi thâu chim ông là em thâu lại hết nha, còn mua chim chỗ khác thì em không dám. Đó, tại vì những cái dòng chim bông á nhiều khi không biết nuôi á, nó suy nó cũng ra bông nữa. Nó khổ lắm. Đó cho nên là anh em nào mà mua quen thì em thâu lại thôi chứ còn người lạ lạ hỏi Thành ơi có mua chim bông không? Em không dám mua nha. Đó, thí dụ như bông mà của thợ bẫy được thì đó số 27 ha, đây số 28. Bông mà thợ bẫy được ha, kiểu nào em cũng mua hết. Nhưng mà bông mà của khách nuôi, nuôi ra bông á là khách quen em mới mua, còn khách lạ lạ là em không có mua. Do là nhiều khi là mình nuôi nó bị suy rồi này nọ, nó vẫn ra bông bình thường nha. Đó, tới hồi mình về mình nuôi cho nó đủ mồi rồi này nọ cái là mất bông. Đó, cho nên là chính vì vậy mà những cái người mà không có quen biết em không có dám thâu. Đó, cho nên anh chị em thông cảm nha. Đó, đừng có hỏi em mà Thành ơi, con chim bông này có thâu hay không. Rồi, xong rồi, thí dụ như anh chị em nào mà, đây số 28 nha. Rồi, qua này số 29 nè, để em quay cái con này xong rồi em sẽ nói tiếp nha. Đây số 29 nè, đó, đuôi ngắn và đều đẹp nha. Đó, con nào cũng về, bụng trắng bóc mà. Con nào cũng bụng trắng trắng không à. Đó thì anh chị em nào mà có chim bông bán hay gì đó thì cứ chụp hình hay là quay cái clip gửi qua Zalo cái số điện thoại này của em nha. Đó cái số điện thoại bên dưới cái góc màn hình á.
Đó, xong rồi báo giá cho em luôn chứ Thành ơi, mua được nhiêu, Thành ơi mua được nhiêu. Dĩ nhiên em là cái người bán thì em chắc chắn là em sẽ muốn mua rẻ để mà em lời nhiều. Đó, còn anh chị em cũng vậy. Anh chị em là cái người bán thì anh chị em sẽ muốn bán cho được giá cao. Đó, cho nên là mình cứ công bằng với nhau, sòng phẳng với nhau ha. Bán con chim nào, bán con chim nào giống như em ở đây là. Đó. Ví dụ bán con này, đó, 2 triệu 2 ghi rõ đây 2 triệu 2. Công khai nha mọi người nha. Đó, đừng có mà gian gian díu díu mập mờ mệt. Đó, đây số 3 nè. Đó, rất là đẹp luôn, tướng rất là mini luôn. 2005 nha. Bên này. Bên này 212, bên này 21. Đó, bên này có 18 à. Đó. Rồi, bữa nay là coi như là được có 4 con đuôi dài thôi nha. 4 con đuôi dài, 13 con đuôi ngắn và chòe than thì có 4 con à. Rồi, than non và chào mào non thì cũng than đất non nữa. Đó, có một ít ở bên này nữa nha. Rồi, bye bye và xin chào, hẹn gặp lại tất cả mọi người trong cái video tiếp theo nha. Chúc mọi người ngày mới thật nhiều sức khỏe cũng như là thành công trong cái ngày mới.